xin chào mừng quý vị bạn quay trở lại với kênh Bá Hồng Audio. À, ngày nay thì công nghệ đã giúp con người à, à, gần hơn với những cái thiết bị máy móc. Chúng ta còn có thể dễ dàng kết nối và điều chỉnh mọi thiết bị thông qua à, chiếc điện thoại của chúng ta, chiếc smartphone à, và những cái hạng âm thanh cũng vậy để giải quyết cho à, những người chơi à, bằng việc là à, kết nối giữa người chơi và thiết bị một cách đơn giản chúng ta có thể sử dụng một chiếc smartphone là có thể điều khiển mọi hoạt động của một chiếc âm ly hay một chiếc đầu cd hay một chiếc dac cũng vậy à, và hôm nay em giới thiệu với quý vị bạn một sản phẩm có đầy đủ tiêu chí uh, về công nghệ về chất âm và về chất lượng đó là chiếc âm ly rosan atessa streaming đúng như với cái tên của chiếc âm ly này thì nó là một cái sản phẩm tràn ngập công nghệ uh, và uh, chúng ta có thể dễ dàng điều khiển chiêm ly này thông qua uh, một chiếc điều khiển hay là một chiếc uh, app của điện thoại đó là cái sự uh, kết nối thông minh của chiêm ly Atessa chuyên minh uh, này nó có thể truyền minh nhạc trực tuyến để chúng ta uh, thỏa cái niềm đam mê về nguồn nhạc. Đó. Nếu như uh, uh, một chiêm ly uh, uh, ngày xưa thường là ít công nghệ với những cái công nghệ là khuếch đại công suất không thôi thì ngày nay các hãng luôn tìm những cái công nghệ mới nhất để áp dụng cho những cái sản phẩm của mình giúp cho người chơi ngày càng có nhiều cái sự trải nghiệm phong phú hơn với âm nhạc. Và đương nhiên là với Ropson Audio, một thương hiệu đến từ Anh Quốc, họ luôn có cái tôn chỉ là đưa âm thanh trung thực và gần gũi với con người nhất. Thì chính vì vậy thì những cái sản phẩm của họ ngoài công nghệ ra thì vẫn phải đảm bảo về chất lượng và về âm thanh là điều quan trọng nhất đối với Rosan Audio. Chiếc uh, ly uh, Atessa chuyên minh này uh, nó có thể kết nối với nhiều nguồn nhạc số uh, như là TV, như là uh, điện thoại hay là uh, các cái nguồn nhạc số khác như đầu đầu đầu, đầu, đầu phát HD vân vân, rất nhiều nguồn nhạc số thì có thể đều kết nối được với chiếc ly này và nó có khả năng kết nối cả USB để chúng ta có thể chơi trực tiếp trên chiếc ly này. Và đặc biệt là những cái thiết bị giải mã của chiếc ly này thì nó làm giải mã được tất cả những cái định dạng nhạc cao cấp nhất hiện nay như là MQA hay là nhạc DSD đều có thể xử lý được tốt trong chiếc ly này. Rosan, Atessa, Trimming là một chiếc ly đến từ Anh Quốc và được báo Hồng Audio phân phối tại thị trường Việt Nam được nhập khẩu bởi công ty Anh Duy. Và cái sản phẩm này thì có mức giá của công ty đề nghị bán là 38 triệu đồng. Thì tại Ba Hồng Audio nếu như chúng ta uh, mua hàng tại Ba Hồng Audio như uh, các sản phẩm khác thì bên em luôn có cái chiết khấu ở cái mức tốt nhất với mọi người tiêu dùng trên toàn quốc. Và bên em có chế độ bảo hành toàn quốc và bao ship cho anh em trên toàn quốc ạ để đi chi tiết hơn về cái sản phẩm này, à, xin mời quý vị bạn à, cùng em tiến lại gần hơn, chúng ta cùng à, à, xem cái thiết bị này à, nó có gì đặc biệt so với phân khúc và những cái cách sử dụng thì em sẽ làm một cái clip riêng để chúng ta dễ dàng hơn đỡ bị lẫn giữa các cái clip review này. Đây là một cái sản phẩm mới nhập khẩu chính hãng tại Anh Quốc và Ba hông audio bán lẻ với mức giá cực kỳ tốt, rẻ hơn 38 triệu đồng rất nhiều ạ. Xin mời quý vị các bạn cùng em trải nghiệm chiêm ly Rosan Atesa. Ở đây là một sản phẩm chính hãng được nhập khẩu bởi công ty Anh Duy và báo Hùng Audio phân phối với mức giá chiết khấu tốt nhất thị trường. Giá công ty đề nghị bán ra với mức là 38 triệu đồng thì tại báo Hùng Audio chúng ta sẽ được hưởng cái mức chiết khấu cực kỳ tốt khi quý vị các bạn liên hệ trực tiếp với báo Hùng Audio theo số điện thoại 0978 263 263 quay trở lại chiêm ly này thì uh, cá nhân em đánh giá là một chiêm ly có thiết kế hoàn toàn hiện đại và các cái cổng kết nối của nó thì rất là nhiều. Uh, đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy mặt nhôm nhé, một tấm nhôm nguyên khối làm rất là chỉnh chu, được sơn uh, rất là đẹp, mịn màng. phía sau thì chúng ta sẽ có gì? phía sau thì uh, chúng ta sẽ có các cái đường kết nối tín hiệu số vào như là uh, cấp quang có hai đường, cấp đồng trục có hai đường như vậy là chúng ta có bốn đường tín hiệu số vào thoải mái chơi luôn kết nối với tivi, vân vân rất nhiều thiết bị uh, và có thể kết nối với mạng lan kết nối với cổng usb qua hai đường. Uh, ngoài ra thì chúng ta có ba cổng vào analog đó là một đường phono chúng ta có thể chơi trực tiếp cơ than mà không cần phải uh, mua thêm uh, uh, phono box ở bên ngoài và hai đường vào analog rca uh, kèm theo một đường ra là đường uh, uh, rè để dành cho súp cũng được uh, và chiếm ly này thì đương nhiên rồi những chiếm ly hiện đại như thế này thì đều có cổng kết nối với loa uh, bằng cái uh, cổng bắp chuối như ta nhìn thấy đây thì uh, hãng nhấn mạnh Bluetooth và Qualcomm aptx đó là một cái công nghệ truyền Bluetooth mới nhất và hiện đại nhất hiện nay cho chúng ta không còn những cái độ trễ cũng như là chất lượng âm thanh được nâng cao và cải thiện rõ rệt. Ở phía trước mặt thì chúng ta có một núm volume rất to nằm ở chính giữa và bên tay trái thì có thêm ba cái phím để chúng ta điều chỉnh nhạc. Đây là một chiếc âm ly rất nhiều công nghệ có thể uh, kết nối đến 64 zone và streaming nhạc hai res qua cái ứng dụng là Blue OS. Chúng ta có thể cài trên điện thoại và chọn bài cũng như là chơi nhạc ở uh, trực tuyến. Qua chiếc ly này nó sẽ nhận tín hiệu và uh, sẽ khuếch đại ra loa. Âm ly Rosan Atesa Streaming có công suất uh, 160W ở 8 ohm và 260W ở 4 ohm. Chính vì vậy thì có thể kết hợp và ghép với nhiều dòng loa trên thị trường hiện nay. Những công nghệ giải mã chất lượng cao của hãng Rosan đều được áp dụng cho chiếc ly này. Có thể chơi nhạc trực tuyến để kết nối được với rất nhiều cái kênh nhạc số khác như là Amazon Music, Spotify, Tidal, Hydro, vân vân rất nhiều các cái trang mạng online chúng ta có thể kết nối và chơi qua uh, Chiêm ly Rosan Atesa streaming này. kèm theo đó thì cũng có thể kết nối được với Bluetooth, kết nối với cáp quang, kết nối với internet, kết nối với USB, vân vân. À, để uh, trải nghiệm chất âm của Chiêm ly này thì xin mời quý vị bạn là uh, chúng ta cùng uh, dõi theo em Bảo. Uh, chúng ta sẽ kết nối với một cặp loa để chúng ta cùng thưởng thức âm thanh được phát ra từ Chiêm ly uh, điện tử Anh Quốc này. Và giá của chim ly này công ty đề nghị bán với mức giá là 38 triệu đồng Thì khi quý vị và bạn mua tại báo Hồng Audio ở Bên em sẽ có cái mức chiết khấu tốt nhất để cho chúng ta uh, có sự giao lưu và trải nghiệm sản phẩm Rosan Atesa Trimming này